Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật 13, Cụ Túc Yêu Bà Di, Phó Thác Thứ Ba, Vô Vi Nghịch Hạnh. Bấy giờ Thiện Tài đồng tử quán sát suy ngẫm lời dạy của Thiện Tri Thức giống như biển cả, nhận nước mưa lớn không nhàm đủ, nghĩ như vậy. Lời dạy của Thiện Tri Thức như mặt trời mùa xuân sinh trưởng tất cả căn mầm pháp lành. Lời dạy của Thiện Tri Thức như ánh trăng rằm, phàm vật chiếu đến đều được mát mẻ. Lời dạy của Thiện Tri Thức như núi tuyết hè, hay trừ nóng khát của tất cả chúng sinh. Lời dạy của Thiện Tri Thức như ánh mặt trời chiếu ao thơm, hay nở tất cả hoa sen tâm lành. Lời dạy của Thiện Tri Thức như châu báu lớn, đủ thứ pháp bảo đầy rẫy trong tâm. Lời dạy của Thiện Tri Thức như cây diêm phủ, tích tụ tất cả hoa quả phước trí. Lời dạy của Thiện Tri Thức như đại long vương du hí tự tại ở trong hư không. Lời dạy của Thiện Tri Thức như núi Tu Di, nhiếp thu vô lượng pháp lành ở trên cõi trời 33. Lời dạy của Thiện Tri Thức như trời đế thích, chúng hội vây quanh không thể che khuất, hay hàng phục dị đạo chúng quân Atula. Lúc đó Thiện Tài đồng tử quán ra suy ngẫm lời dạy của Thiện Tri Thức giống như biển cả, hay thọ nhận sự thấm nhuần mây lớn và nước mưa lớn, chưa từng khi nào cảm thấy nhàm đủ, ngài lại nghĩ như vậy. Lời dạy của Thiện Tri Thức như mặt trời mùa xuân, hay sinh trưởng tất cả căn mầm thiện pháp. Lời dạy của Thiện Tri Thức như ánh trăng rằm che phủ tất cả chúng sinh, phàm là vật chiếu đến đều được mát mẻ. Lời dạy của Thiện Tri Thức như núi tuyết hè, hay diệt trừ nóng khát của tất cả chúng sinh. Lời dạy của Thiện Tri Thức như ánh mặt trời chiếu ao thơm, hay nở tất cả hoa sen tâm lành. Lời dạy của Thiện Tri Thức như châu báu lớn chảy ra đủ thứ pháp bảo đầy rẫy trong tâm. Lời dạy của Thiện Tri Thức như cây diêm phủ đàn kim, lá màu vàng tía ít có trên thế gian, hay tích tụ tất cả hoa quả phước đức và trí huệ. Lời dạy của Thiện Tri Thức như đại long vương du hí tự tại ở trong hư không. Lời dạy của Thiện Tri Thức như núi Tu Di, hay nhiếp thu vô lượng pháp lành, vì cõi trời 33 của Thiên Chủ Thích Đại Hoàn Nhân ở trên đỉnh núi Tu Di. Lời dạy của Thiện Tri Thức như trời đế thích được chúng hội vây quanh, không ai có thể che khuất được. Ông ta cũng hay hàng phục bảng môn tả đạo chiến thắng chúng quân Atula. Atula vương muốn chiếm đoạt chỗ ngồi và quyền lực trời của trời đế thích, nên thường đem quân đến đánh với trời đế thích, nhưng lần nào trời đế thích cũng thắng. Suy ngẫm như vậy, từ từ đi đến thành Hải Trụ, đi khắp nơi tìm kiếm vị yêu bà Di đó. Bây giờ chúng người đó đều nói rằng thiện nam tử vị yêu bà Di này đang ở tại nhà trong thành này. Thiện Tài đồng tử suy ngẫm như vậy, từ từ đi về hướng nam đến thành Hải Trụ. Hải Trụ là nương tựa gần biển mà trụ, biểu thị trụ nơi nhẫn, bao hàm tất cả như biển cả. Sau đó Thiện Tài đồng tử bèn đi khắp nơi tìm kiếm vị cụ túc yêu bà Di đó. Lúc đó đại chúng trong thành đó đều nói rằng thiện nam tử vị cụ túc yêu bà Di này hiện đang ở tại nhà trong thành này. Phó thác vị thứ 13 này là vô vi nghịch hạnh. Hải Trụ biểu nhẫn nhục ba la mật, cụ túc yêu bà Di có một đồ đựng nhỏ, trong đồ đựng đó có đủ hết nên gọi là cụ túc. Hơn nữa đồ chứa đựng đó có thể dung khắp tất cả đức nhẫn nhục nhu hòa nên phó thác người nữ. Thiện Tài nghe rồi liền đi đến cửa nhà cụ túc yêu bà Di, chắp tay mà đứng. Nhà đó rộng lớn, có đủ thứ sự trang nghiêm, tường vách bằng các thứ báu vòng khắp chung quanh, bốn mặt đều có cửa báu trang nghiêm. Thiện Tài đồng tử nghe rồi liền đi đến cửa nhà cụ túc yêu bà Di, chắp tay lại mà đứng. Nhà đó rộng lớn, có đủ thứ sự trang nghiêm, tường vách làm bằng các thứ báu vòng khắp chung quanh, bốn mặt đều có cửa báu trang nghiêm, một căn nhà cực kỳ hoành tráng. Thiện Tài vào nhà rồi thấy cụ túc yêu bà Di ngồi trên tòa báu, độ tuổi trung niên, xinh đẹp đoan chánh đáng kính, mặc y phục trắng, tóc rũ xuống, thân không mang chuỗi ngọc, thân sắc tướng oai đức quang minh, chỉ Phật Bồ Tát ra không ai sánh bằng. Thiện Tài đồng tử vào nhà rồi, thấy vị cụ túc yêu bà Di ngồi trên tòa báu, độ tuổi trung niên, xinh đẹp, tướng mạo đoan chánh đáng kính. Đó là do quả báo của sự nhẫn nhục. Cô ta mặc y phục trắng, tóc rũ xuống, thân không mang trang sức chuỗi ngọc, biểu thị đức nhẫn nhục khiêm hạ. Sắc tướng trên thân cô ta phóng ra quang minh oai đức, ngoại trừ Phật Bồ Tát ra, không ai sánh bằng cô ta. Đây là pháp thân đại sĩ, đại quyền thị hiện, dùng sức nhu hòa nhẫn nhục để nhiếp thọ chúng sinh. Ở trong nhà đó, 70 ức tòa ngồi hơn hẳn chư thiên, tất cả hết thảy đều là Bồ Tát nghiệp lực thành tựu. Trong nhà không có y phục, thức ăn uống và tất cả vật tư sanh khác, chỉ để một đồ đựng nhỏ ở trước mặt cụ túc yêu bà Di. Ở trong nhà đó, trưng bày
mười ước tòa ngồi hơn hẳn chư thiên. Tất cả hết thảy đều là nghiệp lực của Bồ Tát thành tựu. Trong nhà đó không có y phục và thức ăn uống, cùng tất cả vật tư sanh khác, chỉ để một đồ đựng nhỏ ở trước mặt cụ Túc Yêu Bà Di. Lại có một vạn đồng nữ vây quanh oai nghi sắc tướng như thiền thể nữ, dùng đồ báu đẹp nghiêm sức nơi thân, lời nói mỹ miều vi diệu, ai nghe cũng hoan hỉ. Thường ở hai bên trái phải, gần gũi chiêm ngưỡng suy ngẫm quan sát, không mình cúi đầu lắng nghe sự sai bảo. Lại có một vạn đồng nữ vây quanh cụ Túc Yêu Bà Di đó, một vạn biểu thị vạn hạnh, oai nghi và sắc tướng của các đồng nữ đó, như thể nữ trên trời đều dùng đồ báu đẹp vi diệu nghiêm sức nơi thân, lời nói của họ rất mỹ miều vi diệu, khiến cho ai nghe cũng hoan hỉ. Họ thường ở hai bên trái phải của cụ Túc Yêu Bà Di, gần gũi chiêm ngưỡng suy ngẫm quan sát lời dạy của cụ Túc Yêu Bà Di, khom mình cúi đầu, cung kính lắng nghe sự sai bảo của cụ Túc Yêu Bà Di. Một vạn đồng nữ đó là quyến thuộc của cụ Túc Yêu Bà Di, biểu thị vạn hạnh đều thuận nhẫn. Các đồng nữ đó thân tỏa ra hương thơm xông khắp tất cả. Nếu có chúng sinh nào ngửi được mùi hương đó, đều được không thối truyền, tâm không nộ hại, tâm không oán kết, tâm không tham ghen, tâm không dối nịnh, tâm không âm hiểm, quanh co, tâm không thương ghét, tâm không sân hại, tâm không hạ liệt, tâm không cao mạn, sinh tâm bình đẳng, khởi tâm đại từ, phát tâm lợi ích, trụ tâm luật nghi, lìa tâm tham cầu, ai nghe được tiếng của họ đều vui, hoan hỉ, vui mừng. Ai thấy được thân của họ đều lìa khỏi tham nhiễm. Các đồng nữ đó thân tỏa ra hương thơm, sống khắp tất cả thế giới. Nếu có chúng sinh nào ngửi được mùi hương đó, đều được không thối truyền vô thượng chánh đẳng, chánh giác. Họ sẽ không có tâm nộ hại người khác, không có tâm oán hận kết thù, mà hay tha thứ người khác, hòa bình với nhau. Cũng không có tâm tham sẻn đố kỵ, không có tâm xiểm nịnh dối trá, không có tâm âm hiểm quanh co, không có tâm phân biệt thương ghét, không có tâm sân hại, không có tâm hạ liệt, không có tâm cống cao ngã mạn. Ngược lại họ sinh tâm bình đẳng, sinh khởi tâm đại từ, phát tâm lợi ích chúng sinh, trụ tâm luật nghi, xa lìa tâm tham cầu. Ở vạn Phật thành có năm đại quy củ: 1. Không tham, 2. Không tranh, 3. Không cầu, 4. Không ích kỷ, 5. Không tư lợi. Năm quy củ này có thể chế ngự tâm cuồng vọng của người tu đạo, khiến cho các hạnh của họ được thanh tịnh để hành Bồ Tát đạo. Nếu có chúng sinh nào nghe được tiếng của một vạn đồng nữ đó thì đều hoan hỉ vui mừng. Nếu ai thấy được thân của họ thì đều lìa khỏi tham nhiễm. Bấy giờ thiện tài thấy cụ Túc Yêu Bà Di rồi, bèn đảnh lễ đi nhiễu bên phải, cung kính chắp tay bạch rằng: Đức Thánh, con trước đã phát tâm A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Con nghe Đức Thánh khéo chỉ dạy, xin hãy vì con mà nói. Lúc đó thiện tài đồng tử thấy cụ Túc Yêu Bà Di rồi, bèn đảnh lễ đi nhiễu quanh bên phải, sau đó cung kính chắp tay bạch rằng: Đức Thánh, con trước đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Con nghe tự tại chủ đồng tử giới thiệu Đức Thánh cho con, nói Đức Thánh khéo chỉ dạy chúng sinh, xin ngài hãy vì con mà nói. Cụ Túc Yêu Bà Di nói rằng: Thiện nam tử, ta đắc được môn giải thoát Bồ Tát vô tận phước đức tạng, có thể ở trong một cái bát nhỏ như vậy, tùy các chúng sinh đủ thứ sự ưa thích, sinh ra đủ thứ thức ăn uống mỹ vị, đều khiến cho đầy đủ. Giả sử trăm chúng sinh, ngàn chúng sinh, trăm ngàn chúng sinh, ức chúng sinh, trăm ức chúng sinh, ngàn ức chúng sinh, trăm ngàn ức na do tha chúng sinh, cho đến bất khả thuyết chúng sinh. Giả sử chúng sinh nhiều như số hạt bụi cõi Diêm Phủ Đề, chúng sinh nhiều như số hạt bụi một bốn thiên hạ, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, cho đến chúng sinh nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Giả sử tất cả chúng sinh mười phương thế giới, tùy sự ưa thích của họ, đều khiến cho đầy đủ mà thức ăn uống đó không cùng tận, cũng không giảm bớt. Cụ Túc Yêu Bà Di liền bảo thiện tài đồng tử rằng: Thiện nam tử, ta đắc được môn giải thoát Bồ Tát vô tận phước đức tạng, có thể ở trong một cái bát nhỏ như vậy, tùy thuận tâm ý ưa thích, đủ thứ của các chúng sinh, mà sinh ra đủ thứ thức ăn uống mỹ vị, đều khiến cho tất cả chúng sinh đều được đầy đủ. Giả sử có 100 chúng sinh, 1.000 chúng sinh, 100.000 chúng sinh, 1 ức chúng sinh, 100 ức chúng sinh, 1.000 ức chúng sinh, 100.000 ức na do tha chúng sinh, cho đến bất khả thuyết chúng sinh. Lại giả sử chúng sinh nhiều như số hạt bụi cõi Diêm Phủ Đề, chúng sinh nhiều như số hạt bụi 14 thiên hạ,
tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, cho đến chúng sinh nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết cõi Phật. Lại giả sử tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới, tùy sự ưa thích của họ, ta cũng đều khiến cho họ được đầy đủ, mà thức ăn uống đó không cùng tận, cũng không giảm bớt, lấy không cạn, dùng không hết. Cái bát nhỏ đó là vô tận duyên khởi, dùng đồng pháp giới, nên dùng chẳng hết, lợi ích chẳng hết, thể không tăng giảm. Còn là biểu thị nhẫn nhục, pháp nhẫn đồng như một vị, nên gọi là một, trong không ngoài giả là đủ đựng. Lão Tử có nói rằng, hữu chi dĩ vi lợi, vô chi dĩ vi dụng, vô không bất thành ư giả, cho nên không hay dùng nhiều. Nhẫn hay bao hàm không ngoài, nên tùy ý sinh ra vô tận. Như thức ăn uống đủ thứ thượng vị như vậy, đủ thứ tòa ngồi, đủ thứ y phục, đủ thứ tọa cụ, đủ thứ xe cộ, đủ thứ hoa, đủ thứ tràng hoa, đủ thứ hương hoa, đủ thứ hương thoa, đủ thứ hương đốt, đủ thứ hương bột, đủ thứ châu báu, đủ thứ chuỗi ngọc, đủ thứ tràng, đủ thứ phan, đủ thứ lọng, đủ thứ đồ tư xanh tốt đẹp, tùy ý sở thích đều khiến cho được đầy đủ. Cái bát nhỏ này không những sinh ra thức ăn uống mỹ vị, mà còn sinh ra đủ thứ thượng vị, đủ thứ tòa ngồi, đủ thứ y phục, đủ thứ tọa cụ, đủ thứ xe cộ, đủ thứ hoa, đủ thứ tràng hoa, đủ thứ hương, đủ thứ hương thoa, đủ thứ hương đốt, đủ thứ hương bột, đủ thứ châu báu, đủ thứ chuỗi ngọc, đủ thứ tràng, đủ thứ phan, đủ thứ lọng, đủ thứ đồ tư xanh tốt đẹp. Ta đều tùy ý sự ưa thích trong tâm của chúng sinh, đều khiến cho họ được đầy đủ. Lại nữa, thiện nam tử, giả sử trong một thế giới ở phương Đông, hàng thanh văn độc giác dùng thức ăn của ta rồi đều chứng quả thanh văn, bích chi Phật, trụ thân cuối cùng. Lại nữa, thiện nam tử, giả sử trong một thế giới ở phương Đông, có hàng nhị thừa thanh văn độc giác, các ngài dùng thức ăn của ta rồi đều chứng được quả vị thanh văn và bích chi Phật, mà trụ thân cuối cùng chẳng còn sinh tử luân hồi nữa, chứng được diệu quả rốt ráo. Như trong một thế giới, trăm thế giới, ngàn thế giới, trăm ngàn thế giới, ước thế giới, trăm ước thế giới, ngàn ước thế giới, trăm ngàn ước thế giới, trăm ngàn ước na do tha thế giới. Thế giới nhiều như số hạt bụi cõi diêm phủ đề. Thế giới nhiều như số hạt bụi một bốn thiên hạ. Thế giới nhiều như số hạt bụi tiểu thiên cõi nước. Thế giới nhiều như số hạt bụi trung thiên cõi nước. Thế giới nhiều như số hạt bụi ba ngàn đại thiên cõi nước. Cho đến thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật như vậy. Hết thảy tất cả thành phần độc giác, dùng thức ăn của ta rồi đều chứng được quả thanh văn bích chi Phật, trụ thân cuối cùng. Phương Đông như vậy, phương Nam Tây Bắc, bốn hướng trên dưới cũng đều như thế. Chẳng những hàng thanh văn độc giác trong một thế giới như thế, mà trăm thế giới, ngàn thế giới, trăm ngàn thế giới, ước thế giới, trăm ước thế giới, ngàn ước thế giới, trăm ngàn ước thế giới, trăm ngàn ước na do tha thế giới. Thế giới nhiều như số hạt bụi cõi diêm phủ đề. Thế giới nhiều như số hạt bụi một bốn thiên hạ. Thế giới nhiều như số hạt bụi tiểu thiên cõi nước. Thế giới nhiều như số hạt bụi trung thiên cõi nước. Thế giới nhiều như số hạt bụi ba ngàn đại thiên cõi nước. Cho đến thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật như vậy. Hết thảy tất cả hàng thanh văn độc giác, dùng thức ăn của ta rồi, đều chứng được quả thanh văn và bích chi Phật. Trụ thân cuối cùng, thành tựu quả Phật, đắc được vô sinh pháp nhẫn, không còn thọ các thân sau nữa. Phương Đông như vậy, phương Nam, Tây Bắc, bốn hướng trên dưới cũng đều như thế. Lại nữa, thiện nam tử, phương Đông một thế giới, cho đến trong các thế giới, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hết thảy Bồ Tát, còn một đời nữa thành tựu quả vị Phật, dùng thức ăn của ta rồi, đều ngồi nơi đạo tràng ở dưới cội Bồ Đề, hàng phục ma quân, thành A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, như phương Đông, phương Nam, Tây Bắc, bốn hướng trên dưới cũng lại như thế. Lại nữa, thiện nam tử, phương Đông trong một thế giới cho đến trong các thế giới, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hết thảy Bồ Tát, còn một đời nữa thành tựu quả vị Phật, dùng thức ăn trong bát nhỏ của ta rồi, đều ngồi nơi đạo tràng ở dưới cội Bồ Đề, hàng phục ma quân, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chẳng những ở phương Đông như thế, mà các phương Nam Tây Bắc bốn hướng trên dưới cũng lại như thế. Thiện nam tử, người thấy 10.000 đồng nữ quyến thuộc này của ta rồi chăng? Đáp rằng dạ đã thấy, Yêu Bà Di nói. Thiện nam tử, 10.000 đồng nữ này là bậc thượng thủ, có trăm vạn A Tăng Kỳ quyến thuộc như vậy. Thầy đều đồng hạnh, đồng nguyện, đồng căn lành, đồng đạo xuất ly, đồng kiến giải thanh tịnh, đồng niệm thanh tịnh, đồng cõi thanh tịnh, đồng vô lượng giác, đồng được các căn, đồng tâm rộng lớn, đồng cảnh sở hành, đồng lý, đồng nghĩa, đồng thấu rõ pháp, đồng sắc tướng thanh tịnh, đồng vô lượng lực, đồng tối tinh tấn, đồng tránh pháp âm, đồng tùy loại âm, đồng đệ nhất âm thanh tịnh,
đồng khen vô lượng công đức thanh tịnh, đồng nghiệp thanh tịnh, đồng báo thanh tịnh, đồng đại từ khắp cùng cứu hộ tất cả, đồng đại bi khắp cùng thành thục chúng sinh, đồng thân nghiệp thanh tịnh, tùy duyên tập khởi khiến cho ai thấy được đều vui mừng, đồng miệng nghiệp thanh tịnh, tùy lời nói thế gian tuyên bố pháp hóa, đồng đi đến đạo tràng chúng hội của tất cả chư Phật, đồng đi đến tất cả cõi Phật cúng dường chư Phật, đồng hiện thấy tất cả pháp môn, đồng trụ bậc Bồ Tát hành thanh tịnh với tôi. Cụ Túc Yêu Bà Di hỏi Thiện Tài rằng: Thiện nam tử, ngươi thấy 10.000 đồng nữ quyến thuộc của ta này rồi chăng? Thiện Tài đồng tử đáp rằng: Dạ, đã thấy. Cụ Túc Yêu Bà Di lại nói: Thiện nam tử, 10.000 đồng nữ này là bậc thượng thủ, có trăm vạn A Tăng Kỳ quyến thuộc như vậy, họ đều đồng tu hành với ta, đồng phát đại nguyện, đồng giác trồng cát lạnh, đồng thoát khỏi ba cõi, đồng tu hành kiến giải thanh tịnh, đồng niệm thanh tịnh, đồng xu hướng quả vị thanh tịnh, đồng đạt đến vô lượng giác đạo, đồng đắc được tất cả cát lành, đồng tâm rộng lớn, đồng cảnh giới sở hành, đồng lý, đồng nghĩa lý, đồng thấu rõ tất cả Phật Pháp, đồng đắc được sắc thân thanh tịnh, đồng đắc được vô lượng thần thông lực, đồng tu hành hạnh tối tinh tấn, đồng đắc được diệu âm chánh pháp, đồng đắc được tùy thuận đủ thứ loại chúng sinh để diễn nói âm thanh diệu pháp. Do đó có câu: Phật dùng một âm diễn nói pháp, chúng sinh theo lại đều hiểu được. Chúng ta lại đồng đệ nhất âm thanh tịnh, đồng khen ngợi vô lượng công đức thanh tịnh, đồng tạo nghiệp thanh tịnh, đồng thọ quả báo thanh tịnh, lại đồng đại từ khắp cùng cứu hộ khắp tất cả chúng sinh, dùng đồng tâm đại bi khắp cùng để thành tựu tất cả chúng sinh, khiến cho họ hiểu đạo nghiệp, lại đồng thân nghiệp thanh tịnh, tùy thuận nhân duyên tập khởi, dùng pháp môn phương tiện để giáo hóa chúng sinh, khiến cho ai thấy được đều vui mừng, lại đồng miệng nghiệp thanh tịnh,